Lala xin chào các bạn. Ô mấy bạn ơi, sao có mấy bạn cá bị dốt để lên cái lưới vậy các bạn? Tiện quá à. Thôi bây giờ mình sẽ lấy cái hao này nè, mình nhớ mấy bạn đó về nhà mình nuôi nha. Ồ, ui, cái bạn cá này bạn cá gì mà to lắm các bạn? Ủa, cái bạn cá này màu vàng nè, hình như là bạn cá lông kiến phải không? Wow, nhìn bạn này dễ thương quá ta. Ờ, bây giờ mình sẽ cho bạn đó vào cái thao của mình nha. Rồi, đẹp quá đi à. Thôi bây giờ mình sẽ góp tiếp, mình sẽ nhấc nhanh thật nhanh để bạn cá này bị tội nghiệp lắm đó các bạn. Bạn cá này nữa nè. Rồi, cho vào đây luôn nha. Bạn đó ơi, kìa các bạn. Hai bạn cá này đang ở chung với nhau nè. Bây giờ mình sẽ dắt tiếp tục nha. Ủa, sao có cái bạn cá này màu lạ quá ta? Bạn cá này là bạn cá gì vậy các bạn? Ủa, phải là bạn cá sim không mấy bạn ơi? Bạn cá sim thì có màu đỏ với màu xanh dương nè. Wow, cái mình của bạn đó rất là nhiều màu mà nổi bật luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bạn đó vào cái thao của mình luôn nha. Rồi, bây giờ mình đã được 3 bạn cá rồi đó các bạn. Một bạn cá cánh bườm nè, một bạn cá sim và một bạn cá hình như là bạn cá lau kiến màu vàng đó các bạn ơi. Lòng trên lưng của bạn này có rất là nhiều cái vải luôn đó nha. Rồi bây giờ tiếp tục hai bạn cá nữa thôi. Bạn này lóc dữ quá các bạn ơi. Nè nè, bạn đó lóc này ghê không? Bạn này bị rớt luôn rồi. Mình sẽ bắt lại nha. Mình đi chiếc hai bạn cá nữa các bạn ơi. Đã quá đi. Cái bạn này bị thay nhoi ghê luôn á trời. Mà mấy bạn có biết bạn cá là bạn cá gì không? Màu vàng đẹp quá đi à. Bây giờ mình sẽ cho bạn cá vào thao của mình luôn nha. Vào thao thôi. Đã quá ta. Tổng cộng là được 4 bạn rồi đó các bạn. Bây giờ còn một bạn cuối cùng là mình sẽ bắt luôn nha. Rồi, cái bạn cuối cùng này mình chỉ không được luôn nè mấy bạn. Rồi, vô rồi nè. Alo alo, rồi xong rồi nha. Nào, cái hộp cá của mình bây giờ nó còn hơi trống lắm mấy bạn. Bây giờ mình sẽ thêm cái gì vào đó cho nó đẹp lên nha. Tìm xung quanh xem sao. Ủa, cái hao đồ chơi nữa bạn ơi. Cái này hình như là rong á. Để mình để vào cái hồ cá cho đẹp nè. Rồi, wow, nhìn dễ thương ghê chưa. Ủa, cái xe cẩu nè mấy bạn ơi. Và cái bình nữa nè. Ủa, trong đây có mấy viên sỏi nè mấy bạn. Mấy viên sỏi này là chắc bỏ vào một cá đó. Bây giờ mình sẽ bỏ viên sỏi này vào nha. Ủa, có màu xanh nè, màu hồng và màu trắng nè mấy bạn ơi. Có mấy cái viên màu xanh dương chiếu chiếu rồi nè. Rồi, nhìn vào hồ cá thật là đẹp luôn á nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái hũ này mình hâm nước vô nha. Ồ, bơm nước gì nè mấy bạn. Ủa, nó xì bong bóng lên nè. Rồi, sẽ tưới nước cho mấy bạn cá nha. Mấy bạn cá thích ghê chưa nè mấy bạn ơi. Cái vòi nước này như là vũ si vậy đó các bạn. Rồi, chơi chung nha. Bây giờ trong đây có 5 bạn cá nữa. Bạn cá này sẽ chơi chung với nhau nha mấy bạn. À, mình nhìn thấy còn một miếng mèo nhỏ nhỏ này, mình sẽ cho vào luôn nè. Nè, cái miếng mèo này mấy bạn. Miếng mèo này có miếng rải nha. Từ cái miếng mèo này sẽ sinh sôi ra nhiều miếng mèo mới đó các bạn. Bỏ vào luôn. Wow, bây giờ cái hồ cá của mình có rất là nhiều màu sắc luôn nè. À, cái xe cẩu mình nữa nè. Bây giờ mình sẽ lấy mình múc cá nha mấy bạn. Hello hello mấy bạn cá ơi. À, cái xe cẩu này có vẻ khó múc cá quá bạn ơi. Chắc là mình không có sử dụng nó đâu nha. Mình sẽ để nó trang trí cho đẹp thôi. Ý, cái xe cẩu này là xe 9.000 kg, có nghĩa là 9 tấn rồi đó mấy bạn. Có anh tài xế rất là dễ thương luôn nè. À, có một cái chữ stop nè mấy bạn ơi. Chữ stop này là dừng xe đó nha. Công trường đang thi công đó mấy bạn. Cái xe này rất là đã luôn nè. Có thể chạy cẩu ra mấy bạn. Mình sẽ băng qua cái hồ này luôn nha. Ủa mà cái hồ này là cái hồ gì vậy mấy bạn? Có cái con cá gì thật là to phía bên dưới kìa mấy bạn thấy không? Đó, cái con cá màu đen đó mấy bạn. Nó bự quá đó. Mình chiều nó hửi nha. Nó cục kè cho mấy bạn ơi. Cái mồm của nó rất là to luôn á nha. Nó bự hơn cái tay của mình rồi. Nhìn sợ quá nè.
hồi rất là bự luôn, và nó còn dài hơn cái hồi nữa, cái đuôi của nó cong lại rồi kìa. Wow. Mấy bạn biết con cá là con cá gì không? Trời ơi, con mắt nó kìa mấy bạn ơi. Mấy con cá này của mình rất là dễ thương, nhưng mà cái con này nó bự mà nó đen thui à. Trên mình của nó còn có mấy cái vảy đâm đâm đen trắng nữa kìa. Nó chỉ cần xoay mình thôi là bong bóng nổi luôn, quá trời rồi mấy bạn. Hình như con cá này nó có hai cái râu phía bên dưới kìa, mấy cái đầu đó mấy bạn. Không lẽ là cá chơi phải không? Chắc là cá chơi rồi đó mấy bạn ơi. Còn mấy con cá của mình chỉ là mấy con cá chích nhỏ nhỏ thôi à, nhưng mà rất là dễ thương luôn nè. Đó, bạn nhìn mấy bạn cá chích của mình bơi đi. Có bạn nào có cá nào khác không? Mình không biết con cá nào hết trơn nè. Ủa mấy bạn ơi, mình để ý kỹ nha, vì phía dưới ở bên cái hồ này hình như có cá phải không ta? Ồ, quá trời cá luôn mấy bạn ơi. Nè, ra ai vớt cá để lên đây mà quên rồi nè. Bây giờ thì ra là chỗ ở của mấy bạn cá là ở trong cái hồ bự này đó các bạn. Chắc là bây giờ mình sẽ cho mấy bạn cá này về lại với cái hồ nha. Rồi, mình sẽ giấu mấy cái này ra nha mấy bạn. Ha ha, mình đã đổ cái mẹt mấy bạn cá này vào luôn đi ta. Rồi, giấu mấy cái này ra nha. Giấu ra từ từ thôi nha mấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mấy bạn này vào từ từ nha. Xin chào mấy bạn cá dễ thương nha. Hôm sau mình sẽ ghé thăm các bạn tiếp nè. Rồi, bây giờ bạn cá cá mượt ra trước đi nha. Rồi, bạn cá chép nè. Cái bạn cá lông kiến này bạn ra từ từ đi bạn ơi. Sao bạn không chịu ra? Rồi, bạn bắt bắt bạn ra luôn nha. Nhìn vậy thì bạn nó dễ dụ dữ lắm đó nha mấy bạn. Giờ mình bắt ra thôi. Rồi, mấy bạn nhìn kỹ đi. Cái bạn nó có hai cái cánh rất là mỏng, và cái màu đó nó xuyên thấu luôn đó mấy bạn. Rồi, thì nó lóc dữ không nè nè. Rồi bây giờ mình sẽ lùi nó ra luôn nha. Rồi, xin chào. Wow, bạn nó bay ra cơ hả mấy bạn ơi.